Hello, xin chào mừng tất cả các anh chị đang đến với video của Zanka. Hôm nay Zanka sẽ giới thiệu đến cho tất cả anh chị em chúng ta một cái lỗi cơ bản thường gặp của chiếc máy pha cà phê Breville 870. Thì với con Breville 870 này, nó sẽ cho chúng ta những ly cà phê rất tuyệt vời nếu như chúng ta biết cách sử dụng chiếc máy này một cách hiệu quả nhất. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh chị chúng ta một cái lỗi cũng hay là gặp của anh chị rất là nhiều, đó là tất cả những cái lượng nước của chiếc máy nó không có chính xác. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh chị chúng ta những cách để chúng ta cài cái lượng nước của chiếc máy này một cách hiệu quả và tuyệt vời nhất thì nhé. Trước hết chúng ta phải bật máy lên. Như vậy thì chiếc máy đã khởi động xong. Và bây giờ chúng ta thử xem các nút của chiếc máy nó ok không anh chị nhé. Đây là nút 1 ly và đây là nút 2 ly. Khi chúng ta cài đặt thì chúng ta cũng sử dụng ba nút này thôi. Đây là nút program, gọi là nút chương trình. Thì khi chúng ta muốn cài cà phê như này, cài thế này, thì chúng ta cũng phải làm một ly cà phê bình thường. Xong rồi chúng ta cài vào đây. Chúng ta sẽ ấn cái nút này anh chị. Cái nút này chớp, chúng ta muốn cài nút này phải không? Lúc này hai cái nút này nó sẽ chớp và chúng ta thấy cái lượng cà phê đầy, chúng ta tắt, xong rồi chúng ta lưu lại. Đó là hai cách chúng ta phải làm nhé. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ly để tôi hướng dẫn cho chị chúng ta xem luôn nha. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta xem luôn. Để luôn anh chị nhé. Đây. Tôi sẽ chạm nút này. Khi tôi thấy lượng cà phê đầy, tôi sẽ tắt. Chạm tôi này luôn anh chị. Nó sẽ lưu cho chúng ta lên trên này nhé. Ta kiểm tra lại. Đúng như chúng ta đã cài đặt. Và chừng này là nó sẽ dừng lại. Rất là chính xác anh chị. Và cái nút bên này cũng vậy. Thì chúng ta sẽ lấy lượng nước gấp đôi anh chị nhé. Chúng ta cũng phải cài tiếp lại nút này. Tấn lưu luôn. Ấn nút này xong chúng ta ấn được nút này nữa. Chúng ta lại kiểm tra lại xem. Rất là chính xác. Đó là cách chúng ta cài được cái chị. Rất đơn giản nhé. Còn cái đồng hồ này là gì ạ? Cái đồng hồ này là gọi áp suất khi chúng ta pha. Ở đây nó sẽ có những cái mức khác nhau. Và thông thường một ly cà phê mà chúng ta muốn chất lượng nó ngon thì khi chúng ta làm một ly cà phê, chúng ta cài vào đây, chúng ta bật pha, cái kim này nó sẽ
lên ở mức là 12 giờ hoặc là 1 giờ anh chị nhé, thì cái lượng chất lượng cà phê khi đó nó mới thật sự là ngon chị. Chúng ta phải ý rằng khi chúng ta pha cà phê thì cái kim này nó sẽ lên ở mức là 12 giờ hoặc là 1 giờ thì đó mới là ly cà phê đạt chuẩn. Thì vì sao nó lại lên đến mức 12 giờ hoặc 1 giờ là do chất lượng cà phê chúng ta xay. Chúng ta xay nó vừa phải, nó chuẩn thì cái áp suất khi chúng ta pha nó lên đây. Còn khi mà chúng ta xay nó khô quá, nó chỉ lên ở mức này thôi, mức 7 giờ hoặc 8 giờ hoặc 9 giờ thôi chị nhé. Hoặc chúng ta xay cà phê mịn quá thì nó sẽ lên maximum luôn, nhưng lượng nước lại không chảy ra. Đó là lúc chúng ta pha cà phê, xay cà phê mịn quá. Chiếc máy này nói chỉ hoạt động rất đơn giản như vậy thôi chị. Còn vệ sinh của chiếc máy này thì chúng tôi sẽ có một cái video riêng để giới thiệu cho chúng ta cái cách vệ sinh chiếc máy cũng như là cách vệ sinh chuẩn của nó luôn anh chị. Đây là cái cách mà chúng ta cài đường nước chúng ta pha và chúng ta chỉnh cái độ mịn của chiếc này máy này. Chiếc máy này thì nó tích hợp với cái xay, cái độ mịn của nó thì chỉnh ở đây. Lúc này là lúc đường cà phê, lượng cà phê ra ở đây nhiều hay ít thì chúng ta chỉnh ở đây. Còn chúng ta điều chỉnh cái độ mịn của chiếc máy xay này thì nó ở đây chỉ một nhà. Nó ở đây anh chị nhé. Đây. Chúng ta chỉnh về bên này là thô anh chị này. Còn chúng ta chỉnh về bên này là nó mịn anh chị. Đây là mịn, còn đây là thô. Đấy. Chất lượng của chiếc máy xay này nó sẽ ở đây. Tôi chỉnh về mịn này. Rất đơn giản. Hy vọng rằng với những cái thông tin ít như thế này, nhưng quý vị có thể sử dụng chiếc máy một cách an toàn. Nếu như anh chị chúng ta đang thắc mắc hoặc là trong quá trình sử dụng chúng ta chưa nắm bắt được những cái điều về chiếc máy này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0948 408 408. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị rất là nhiều. Và nếu như anh chị muốn bảo dưỡng bảo hành chiếc máy thì cùng gọi qua số hotline luôn anh chị nhé. Và chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ anh chị và chúc anh chị chúng ta sử dụng chiếc máy một cách an toàn và hiệu quả. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin hẹn lại tất cả các anh chị trong video tiếp theo của Samka Hello. Xin cảm ơn. Và anh chị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nút chia sẻ cũng như nút like để video này sẽ tới được nhiều người đang sử dụng chiếc máy này có cơ hội tiếp cận và sử dụng chiếc máy một cách hiệu quả. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh chị.